quý vị, bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội như vậy đã hoạt động trở lại sau 5 ngày. Người dân ở khu vực này đã tự nguyện dỡ bỏ rào chắn để các xe chở rác chạy thẳng vào khu liên hợp xử lý rác Sóc Sơn sau cuộc đối thoại với chính quyền thành phố Hà Nội vào chiều ngày hôm qua, ngày 17 tháng 7. Những khu tập kết rác thải lộ thiên bất đắc dĩ đã được các công nhân thu gom rác dùng lực giải tỏa. Nỗi lo về một cuộc khủng hoảng rác tạm thời được lắng xuống. Nhưng mà thật ra là không một ai dám khẳng định rằng nó sẽ được chấm dứt hoàn toàn. Bởi khi đầu vào của rác chưa được xử lý một cách triệt để, thì đầu ra sẽ vẫn còn đó những nỗi lo. Chỉ trong vòng 3 ngày thì bãi rác Nam Sơn bị chặn từ 13 tháng 7 cho tới 16 tháng 7 thì các quận nội thành tồn gần 10.000 tấn rác. Và trong 10.000 tấn rác đó thì liệu có những túi rác nào mà người dân thải ra đã được phân loại từ nguồn hay chưa? Hay là công thức chung của nhiều gia đình Việt Nam khi mà thải rác vẫn là tất cả dồn lại trong một? Rác gì thì cứ rác, cứ nhét vào một túi ni lông, buộc lại, rồi đem đi đổ, và thế là xong. Còn cách đây mấy tháng, dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi quy định là thu phí rác thải sinh hoạt theo kg, hướng tới mục tiêu là các hộ gia đình cá nhân phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Người dân càng thải ra nhiều thì nộp phí nhiều hơn. Đề xuất này ngay lập tức khi đưa ra thì đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều của người dân, hoài nghi về tính khả thi của dự thảo. Thành ra, cuộc chiến với rác không chỉ là cuộc chiến về địa điểm đổ hay là xây dựng những cái nhà máy xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả, mà mấu chốt còn đến từ sự thay đổi ý thức, tư duy và thói quen của người dân về việc phân loại rác tại nguồn. Thế giới thì đang trải qua một mùa hè nóng nhất trong lịch sử hàng chục năm trở lại đây. Không ai khác, chính chúng ta là những người được trải nghiệm những cái cơn nóng bức kinh hoàng này. Một phần cũng bởi những gì mà con người đã tác động vào thiên nhiên khi mà bảo vệ môi trường chưa phải là khái niệm được chung tay gìn giữ bởi tất cả con người. Quay trở lại câu chuyện môi trường trong nước, tại tỉnh Sóc Trăng thì hàng ngàn hộ dân sống dọc kênh thủy lợi 18 thuộc địa bàn của huyện Châu Thành của tỉnh này đang vô cùng bức xúc khi mà con kênh thủy lợi chính của họ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Và câu chuyện này dù đã kéo dài suốt hơn 3 tháng qua, thế nhưng mà cho tới tận bây giờ thì họ vẫn đang tiếp tục đều đặn mỗi ngày sống chung với tình trạng ô nhiễm. Sau khi mà được người dân đưa đi một vòng dọc cái tuyến con kênh này thì thực sự là với những cái người lần đầu tiên đến đây như tôi thì bắt buộc phải sử dụng những chiếc khẩu trang như thế này, bởi vì ở đây nó đang bốc lên một cái mùi hôi vô cùng gay gắt và rất là nồng. Thả cũng khó chịu, muốn chết luôn á, ai cũng vậy hết á. Mùi hôi vậy buôn bán không có được, ế ẩm, không có ai dám ngồi ăn uống. Tối ngủ phải bịt khẩu trang luôn. Đây vốn là con kênh thủy lợi cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho tất cả các diện tích đất nông nghiệp dọc hai bên. Thế nhưng từ khi nguồn nước trở nên bất thường, nhiều hộ đành chấp nhận bỏ hoang, bởi nếu có canh tác thì phần rủi ro cũng sẽ cao hơn. Hồi mới thì mình lấy nước xong, nước cái kênh đen đó đó, rồi mình bơm lên nó xả rồi nó chết hết. Rồi cái sau này chờ nước mưa lại, rồi mới sống được gì đó. Nước vậy sao trồng, sao làm ăn? Chẳng thà bỏ đi. Bây giờ nhà cái nước con kinh, bây giờ không có kinh làm sao mà trồng trọt, làm sao mà làm lúa. Còn gia đình nhà bà Hiệp, bao năm qua vẫn sử dụng nguồn nước từ con kinh này để phục vụ cho tất thảy mọi sinh hoạt của gia đình. Nhiều tháng nay, nhìn nguồn nước ấy, bà chỉ mong trời mưa nhiều hơn để có thể hứng được chút nước sạch. Tắm nước ngày, trời ơi nó ngứa tôi chịu không nổi. Ổng gãy tôi gãy ổng chứ biết sao giờ. 3 tháng qua, nếu không có việc gì quá cần thiết phải ở trong nhà, thì những gốc cây cách xa con kênh trở thành nơi lý tưởng để người dân tạm lánh khỏi chính căn nhà của mình, nơi đang bị bao vây bởi mùi hôi nồng nặc, để được hít thở chút không khí trong lành. Giá như mà nguồn nước mà biết nói năng, nhưng mà quý vị biết rồi đó, rất tiếc nguồn nước chỉ biết im lặng mà thôi. Còn người dân ở đây thì họ chỉ biết là đưa ý kiến trong những cái cuộc họp tiếp xúc cử tri tại địa phương. Thế nhưng mà ngày nào câu chuyện chưa được giải quyết triệt để thì tình trạng nguồn nước đang trong xanh bỗng chuyển sang đen ngòm sau mỗi đêm, đang từ một điều bất thường bỗng trở thành bình thường. Nếu như chiều ngày hôm qua khi mà có mặt tại đây thì con kênh này vẫn đang ở một cái màu rất là trong xanh, thì sáng ngày hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn biến đổi. Con kênh đã biến sang một cái màu, quý vị có thể nhìn thấy ở đây là nước hoàn toàn đen kịt, thậm chí là còn có những cái bọt trắng nổi lên rất là nhiều. Người dân cho biết thì tình trạng này đã diễn ra cách đây khoảng 3 tháng và diễn ra đều đặn mỗi ngày, đến nay thì vẫn chưa ngừng lại. Tháng nào cũng đen thùi lùi hết chứ, không có đỡ đâu, nước gì từ đây vậy ta thấy đỡ, rồi sáng sớm là thúi đen thùi lùi đó. Người dân cho biết cách đây khoảng 2 năm tình trạng này đã từng xảy ra, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã được xử lý.
Thế nhưng lần này, sự việc đã diễn ra suốt 3 tháng nay với cường độ mạnh hơn, kéo dài hơn gấp nhiều lần, thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mỗi năm có nhưng mà nó chỉ cứ hơi hơi à, có một luồng vậy, nó thả ra có luồng đen vậy à, gùi lại hết. Còn năm nay mấy tháng nay là khỏi luôn, khỏi có ngủ luôn á. Khu công nghiệp mới có nước thải mà nó ông thả xuống con kinh này coi như là nước nó không bao giờ xài được, ô nhiễm. Trong văn bản của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành gửi lên Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng có nêu rõ, sau khi đi khảo sát các hệ thống kênh xung quanh khu công nghiệp An Nghiệp, đã xác nhận nguồn nước ô nhiễm bắt nguồn từ kênh Hậu. Đây là con kênh nối trực tiếp với con kênh mà khu công nghiệp xả thải ra. Tình trạng nước có màu đen và mùi hôi kéo dài hơn 10 km. Đồng thời, huyện cũng đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường hỗ trợ để kiểm tra nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Sở cũng có là chỉ đạo là thanh tra sở là tiến hành kiểm tra đột xuất theo văn bản đề nghị của ban huyện. Thì hiện nay là thanh tra đã triển khai và đang chờ kết quả mà phân tích mẫu. Ở thời điểm này, công tác kiểm tra đã được thực hiện và ghi nhận trong biên bản làm việc. Còn trên thực tế, những bất thường xảy ra tại đây vẫn đang được hàng ngàn hộ dân chứng kiến mỗi ngày. Ban đêm mình đi giăng lưới rồi đó. Rồi mình thấy xe chạy ra, nó chờ chừng nào hết người nó mới chạy ra đổ. Vậy đó. Nó đắp đập nhưng mà nó cũng vẫn đổ. Nó lấy xe nó chở cái thùng xanh mà cao này nè nha. Một xe đó mười mấy thùng mà thùng nó hả? Nói thiệt không phải nói ha, nếu mà mình dở cái thùng mình đút đầu vô chắc mình xỉu chết liền. Nó xuống sông là nó bọt như mỡ bò vậy đó nha. Nó trôi liều phiều vậy đó, mỡ không à. Ghê lắm. Vâng, nước chưa cả mỡ. Và không chỉ có cái sự bất thường trong cái nguồn nước tại tỉnh Sóc Trăng mà quý vị vừa theo dõi trong phóng sự đâu ạ. Mà nhiều sự bất thường cũng đang diễn ra tại Vườn Quốc gia Tràm Chim của tỉnh Đồng Tháp. Đơn giản, Vườn Quốc gia Tràm Chim nhưng mà lại vắng bóng các loài chim. Lạ lùng nữa là quý vị cũng không cần phải tìm đâu xa những cái loài chim này. Ở ngay những cái khu chợ nông sản và chợ thực phẩm ngay sát vườn quốc gia này thì lại bày bán rất nhiều loài chim đặc hữu chỉ có ở trong vườn. Và sự bất thường đó cũng đến từ việc là người dân xâm nhập trái phép dùng sung điện đánh bắt cá và các loài động vật nguy hiểm. Với diện tích hơn 7.000 hecta nhưng 3 bề 4 bên đều là cư dân sinh sống, với dân số lên đến hơn 50.000 người. Áp lực của cuộc sống và sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên đất ngập nước bên trong vườn quốc gia Tràm Chim trong nhiều năm qua, nên dù được bảo vệ, nhưng cũng không ngăn cản được người dân xâm nhập vào bên trong để khai thác tài nguyên. Chỉ cần vượt qua con dốc nhỏ này là các đối tượng đã có thể kéo chiếc thuyền nhỏ để xuống dưới dòng kênh bao quanh vườn quốc gia Tràm Chim. Và như quý vị các bạn đã thấy thì ngay bên kia dòng kênh có một chiếc thuyền. Điều này chứng tỏ đã có kẻ xâm nhập vào để đánh bắt trái phép chim, thú hoặc là cá. Theo đại diện Vườn Quốc gia Tràm Chim, những người xâm nhập này không chỉ đánh bắt các loài chim mà còn sử dụng sung điện để đánh bắt các loài thủy sản, khiến cho nguồn lợi thủy sản đã suy kiệt càng trở nên suy kiệt hơn. Hiện nay cái sự điện này rất là nguy hiểm. Khi mà nó chích xuống, cái dòng điện nó phóng ra là khoảng 3 mét, nó bắt tất cả các loài con hết. Tại vì cái điện nó ra là cá, rắn, rùa, hay mọi thứ cái gì là bị điện là nó sẽ chết. Cũng theo ông Sơn, người dân xung quanh thì tìm mọi cách để tận diệt các loài thủy sản. Biến đổi khí hậu cùng với sự thay đổi hệ sinh thái đất ngập nước đã làm cho không còn nguồn thức ăn cho các loài chim, dẫn đến mật độ cá thể của các loài chim bị giảm theo hàng năm. Và nếu không kiểm soát được, trong vòng 10 đến 15 năm nữa, sự đa dạng sinh học sẽ mất đi hoàn toàn ở vườn quốc gia này. Có lẽ là cũng cần phải nhắc lại một cái thông tin trong phóng sự vừa rồi, đó là nếu mà không kiểm soát được hành vi săn bắt trái phép trong vườn quốc gia Tràm Chim thì khoảng từ 10 cho tới 15 năm nữa, sự đa dạng sinh hoạt sẽ mất đi hoàn toàn ở vườn quốc gia này. Những câu chuyện về môi trường mà chúng tôi đề cập trong tiêu điểm ngày hôm nay luôn có vai trò cực kỳ quan trọng với con người. Chừng nào mà con người còn đối xử với môi trường theo kiểu là cha chung không ai khóc thì kết quả là không ai khác, chính chúng ta mới là những người phải rơi nước mắt đầu tiên.